Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa đưa ra 6 khuyến cáo giúp người dân, doanh nghiệp, đơn vị tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vaccine COVID-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không an toàn. Theo đó, hiện nay xuất hiện các nhiều lời mời các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mua nhập khẩu vaccine COVID-19 hoặc tiêm chủng cho người lao động, đối tác, khách hàng. Một số tổ chức cá nhân đã tự nhận tiếp cận được nguồn vaccine của các hãng sản xuất hoặc mua lại của một số nơi dư thừa. Người dân cũng nhận được lời mời đăng ký tiêm vaccine COVID-19 thông qua những hình thức quảng bá khác nhau. Để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vaccine COVID-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không an toàn, Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế khuyến cáo. 1. Theo khuyến cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, để tránh nguy cơ lừa đảo, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu vaccine COVID-19 cần tiếp xúc đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine, hạn chế thông qua các bên trung gian. Trường hợp qua trung gian phải được xác nhận hoặc ủy quyền của nhà sản xuất. 2. Các loại vaccine COVID-19 sử dụng tại Việt Nam phải được Bộ Y tế cấp phép có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Mỗi lô vaccine COVID-19 khi nhập khẩu về Việt Nam phải được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế kiểm soát cấp phép lưu hành. Các lô vaccine nhập khẩu trước khi đưa ra sử dụng phải được Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế của Bộ Y tế kiểm định, đạt tiêu chuẩn chất lượng và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô vaccine theo quy định. Tất cả các vaccine đều phải được bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh. 3. Thực hiện nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine COVID-19, Bộ Y tế đã và đang tích cực đàm phán với các nhà sản xuất vaccine, các tổ chức quốc tế để mua và nhập khẩu số lượng lớn vaccine để tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 cho tất cả người dân đang sinh sống tại Việt Nam. Vaccine được tiêm chủng miễn phí cho người dân. Do vậy, mọi người dân cần bình tĩnh, hãy chờ đợi đến lượt mình được tiêm chủng vaccine COVID-19 khi cơ quan y tế thông báo. 4. Người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vaccine COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. Chỉ đi tiêm chủng vaccine COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo y dược và các cơ sở để tiêm chủng dược Bộ Y tế cấp phép. 5. Tuyệt đối không tiêm chủng những loại vaccine COVID-19 trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm định cấp phép. 6. Khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vaccine COVID-19 không rõ ràng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế địa phương. Tiếp tục bản tin là một số thông tin cập nhật chúng tôi vừa ghi nhận được. Khu chạy thận cách ly Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Với quy trình cách ly nghiêm ngặt dành riêng cho bệnh nhân chạy thận, anh Lê Văn Huy lần đầu tiên được chạy thận ở đây vì thuộc diện cách ly tại nhà vì dịch COVID-19. Trước kia, mỗi tuần anh chạy thận 3 lần tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. Đối với anh Huy, được chuyển sang khu cách ly dành riêng cho người chạy thận giúp anh yên tâm hơn trước nguy cơ lây nhiễm cùng thể trạng vốn đã yếu của mình. Nói chung là cảm giác ban đầu rất là sợ tại vì cái việc chạy thận nó không thể dừng được. Tại vì dừng cái là bị nhiễm trùng máu này, mình rất hay đi cấp cứu nếu mà không đi chạy thận ấy. Nếu chúng ta nhớ đến cái đợt bùng phát dịch ở Hà Giang thì hầu như hơn 60% bệnh nhân là chạy thận nhân tạo là nằm số cái số lượng tử vong này. Thì ngay cả những người bệnh chạy thận nhân tạo bình thường chỉ cần họ không chạy, bỏ chạy một lần thôi thì cái những cái việc dư dịch phù phổi, ha, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim hoặc là hội chứng ure huyết cao sẽ gây cho những chuyện có thể là ngưng tim hoặc đột tử. Đây là khu chạy thận dành cho người cách ly vì dịch COVID-19 đầu tiên của thành phố. Tất cả các quy trình chạy thận cho bệnh nhân F2 đều theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Người bệnh chạy thận lần đầu tiên sẽ được test nhanh COVID-19. Trong thời gian chờ kết quả, người bệnh sẽ được chạy thận nhưng y, bác sĩ sẽ xử lý như một ca nghi nhiễm. Những bệnh nhân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 âm tính. Tuy nhiên, các bác sĩ thực hiện mỗi giường bệnh cách tối thiểu 2 mét. Người bệnh và y bác sĩ đều phải mặc đồ bảo hộ hạn chế lây nhiễm COVID-19 trong khu chạy thận. Hiện nay đối với bệnh nhân F1 thì chúng ta chưa chạy thận nhân tạo ở đây. Thì vì bệnh nhân F1 thì ở trong khu cách ly. Nhưng mà đối với cái khu mà phong tỏa, ví dụ như phong tỏa một chung cư, phong tỏa một cái khu phố mà ở đó có bệnh nhân phải có nhu cầu chạy thận nhân tạo, chưa có kết quả dương tính thì chúng ta phải làm ngay từ đầu. Chúng ta chạy thận nhân tạo tại cái khu này để đảm bảo sự không có cái sự lây lan cái nguồn COVID-19 này. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn trương hướng dẫn xử lý tình huống khi người cách ly có vấn đề về sức khỏe.
Đối với người bệnh có chỉ định chạy thận nhân tạo nhưng đang sống ở các khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và khu vực cách ly y tế do có dịch bệnh COVID-19, trung tâm cấp cứu 115 vận chuyển người bệnh đến các bệnh viện mà người bệnh đã chạy thận nhân tạo định kỳ. Được biết, tạm thời mô hình này sẽ giải quyết được bài toán số lượng bệnh nhân lọc máu định kỳ nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa của toàn thành phố. Như tối qua về sớm nhất là lúc 10:30. Ví dụ trường hợp như là mình lấy đau họ thì mình biết là họ đau rồi nhưng mình vẫn phải cố gắng lấy nhanh cho họ đau. Hoặc là lấy cho những trẻ con thì đấy, những trẻ con thì mình sẽ nhớ là kiểu nó khó lấy hoặc là nhiều người giữ mãi mình không lấy được. Thế nhất là bạn mặc đồ bảo hộ nóng, xong thứ hai là thời tiết, vì phụ thuộc vào thời tiết hôm nào mà nó nóng oi như hôm trước ấy thì là bọn em chỉ làm 100 mẫu rồi đó, đẹp kiểu nó mệt lắm rồi. Hôm đi làm buổi đầu tiên về là hai tay nó bị tê cứng luôn nhỉ, đêm cũng không ngủ được ấy. Xong rồi đến mai là đến hôm sau thì nó mới đỡ được một đoạn. Sao là hôm nay em vẫn còn sức để làm nhiều lắm, còn hôm qua thì nó kiểu do oi cho nên là nó làm sức lại đuối. Còn hôm nay thì nếu như có thể làm tiếp thì em có thể làm tiếp được 200 mẫu nữa cũng ok. Buổi sáng thì bọn em dậy lúc 7 giờ, xong rồi là ăn sáng xong rồi 8 giờ bắt đầu vào học Zoom nhé. Xong rồi học xong đến 11 giờ thì ăn cơm trưa, xong rồi đi ngủ giấc dài cho đến khi dậy chơi một tí rồi là ăn cơm, xong rồi là chuẩn bị đi. Nói chung là ăn uống đầy đủ, ngủ cũng đúng giấc cho nên cũng chẳng khó khăn gì cả. Ở nhà cũng cẩn thận không hơn cao lắm. Hôm mà kiểu có định đi đến đây này, để 10 giờ tối em thông báo mẹ ba con đi kiểu còn chưa có lên gấp. Thế là đến sáng sau thì mẹ gọi 4-5 cuộc, mẹ bảo là cần mang cái này đi nhé. Xong đến lúc đi rồi, lúc lên xe rồi mẹ lại gọi tiếp, kiểu cho mẹ lo ấy, mẹ lo lắm. Như tối hôm đầu tiên em chống dịch ấy, đến kiểu 12 giờ về thì mẹ đợi khi nào mình về nhà mình nhắn tin mẹ thì mẹ mới kiểu mẹ đi ngủ ấy. Mà mẹ hỏi kiểu có mệt không, có thứ gì mẹ mới đi ngủ ấy. Nhịp sống ở Đà Nẵng đã bắt đầu trở lại vào hôm nay, nới lỏng các biện pháp phòng dịch, đưa các hoạt động xã hội vận hành trong trạng thái mới là biện pháp được chính quyền Đà Nẵng đưa ra sau khi cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán phục vụ khách tại chỗ, tất nhiên là phải có một loạt các quy định kèm theo. Đấy, trong sẽ có các quy định ví dụ như là phục vụ không quá 21 giờ, rồi thực hiện đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm, rồi thực hiện các điều kiện về phòng chống dịch Covid, cũng như là chủ nhà hàng rồi cái người phục vụ thì phải thực hiện cái khai báo cũng như là xét nghiệm y tế để đảm bảo âm tính, thì một loạt các biện pháp kèm theo. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng mở lại các hoạt động tắm biển. Tuy nhiên, việc nới lỏng chỉ diễn ra bên trong, còn các chốt kiểm soát ở cửa ngõ sân bay, ga tàu, đường bộ vẫn duy trì và được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt hơn. Tất cả người từ bên ngoài vào Đà Nẵng đều phải được kiểm soát bằng các quy định y tế. Theo cái ghi nhận của tôi là rất là chặt chẽ, thì không có trường hợp mà người dân có thể đi lọt qua được tổ kiểm soát. Việc kiểm soát này là góp phần cho thành phố chúng ta là kiểm soát chặt chẽ hơn với việc COVID có thể xâm nhập vào trong cộng đồng. Và chúng tôi là người dân, tôi rất hài lòng về cách kiểm soát dịch bệnh của thành phố mình. Đà Nẵng đã lên kế hoạch sẽ tiếp tục xét nghiệm diện rộng cho các nhóm đối tượng có mục tiêu, có nguy cơ để đạt mức xét nghiệm toàn dân, từ đó phục vụ công tác sàng lọc toàn diện. Nếu như hơn một tháng qua thì thành phố Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp là cách ly hẹp, phong tỏa mềm và đẩy nhanh xét nghiệm để đẩy lùi COVID-19. Thì trong giai đoạn mới này, thành phố Đà Nẵng sẽ thay đổi chiến thuật là mở bên trong và đóng bên ngoài, nghĩa là sẽ tiến hành nới lỏng nhiều hoạt động ở phía bên trong thành phố. Tuy nhiên, các chốt kiểm dịch ở khu vực cửa ngõ sẽ phải tiến hành siết chặt mạnh hơn để đảm bảo ngăn chặn và không cho nguồn bệnh có thể xâm nhập vào thành phố. Và biện pháp này cũng sẽ giúp cho Đà Nẵng sớm vận hành lại trạng thái mới, trạng thái vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.